Chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn nâng ngực kèm với ghép mở Coleman, ghép mở theo phương pháp Coleman. Nâng ngực có ghép mở phương pháp Coleman được áp dụng cho những trường hợp đã có tiếng vú một chút rồi. Ví dụ trên cái máy đo mình đã đo được khoảng tầm 200cc rồi, và cái cúp ống ngực người ta cũng đã đạt ở cúp B rồi. Thì như vậy, trong cái việc nâng ngực bằng việc ghép mở Coleman, chúng ta lấy mở từ vùng bụng, vùng đùi, từ bất kỳ vùng nào của cơ thể. Chúng ta qua cái nhà máy, đúng nghĩa là như vậy, qua một cái nhà máy chắt lọc lại, lấy cái mở hạt có kích thước từ 3 đến 4mm, chúng ta đưa lại vào trong ngực. Cái lớp đưa đó chúng ta đưa vào giữa cái lớp cơ và cái lớp mô tuyến. Các bạn chờ cho 30 giây nhé. Ví dụ đây, để các bạn cho nó rõ nhé. Các bạn lại tưởng tượng mặt bàn này là xương sườn, cái bàn tay của tôi là lớp cơ, và trên đây là lớp mô tuyến. Vậy thì chúng ta đưa mở vào giữa cái lớp cơ và cái lớp tuyến, tức là đưa vào cái lớp này, đưa cái lớp mở vào cái lớp như thế này, kiểu giống như là đặt túi ngực trên cơ vậy. Và như thế chúng ta có được một cái ngực đầy đặn hơn. Vậy thì ưu điểm của nâng ngực bằng cách ghép mở theo phương pháp Coleman là gì? Với những trường hợp các bạn đã có vòng ngực cúp B rồi, thì cái việc đưa mở vào, thì điều thứ nhất các bạn thấy những cái vùng mở thừa trên cơ thể được lấy đi. Điều thứ hai, đây là một vật liệu của chính cơ thể mình, cho nên nó sẽ được dung nạp rất là tốt, rất là mềm mại. Điều thứ ba nữa là nó sẽ không gây ra những cái lo lắng, những cái biến chứng gì về sau cả. Tuy nhiên các bạn đang đồn đại với nhau rằng như vậy thì cái lượng mỡ đưa vào trong từng bên ngực nó sẽ dễ bị tiêu đi hay không, dễ bị tan biến đi hay không, và có tồn tại lâu được hay không. Vấn đề là khi chuyển mỡ từ một vùng khác lên trên ngực thì các bạn hình dung nó giống như là các bạn bứng cái cây từ chỗ này, các bạn dời qua một vị trí khác. Cái việc để cho cái cây ở vị trí khác này nó sống thì nó cần sự chăm sóc, sự bón phân tưới nước của các bạn. Như vậy, các bạn hiểu rằng khi ghép mỡ lên trên vùng ngực thì các bạn phải nhớ đừng bỏ bữa, tới bữa là phải ăn, tới bữa ăn là phải ăn, không được, tuyệt đối không được là hôm nay, sáng nay tôi no quá tôi không ăn, trưa nay tôi cũng no quá tôi không ăn, đến chiều mới ăn, thì cái dinh dưỡng nó không đủ cho cái mỡ đó, thì chắc chắn cái mỡ nó sẽ không tồn tại nhiều. Một điều lưu ý nữa là cái lượng mỡ khi ghép đến một cái vùng mới thì nó buộc hồng cầu phải khiêng oxy, khiêng dinh dưỡng tới để nuôi cái chỗ này. Vậy thì khả năng hồng cầu tùy vào từng cái độ tuổi sẽ mang vác một lượng dinh dưỡng khác nhau. Cái lượng dinh dưỡng này nó lại nằm tùy thuộc vô cái nồng độ nội tiết tố của các bạn thời điểm đó, có đủ ngang cái mức tuổi sinh lý của các bạn để vác một cái lượng dinh dưỡng đó nuôi cái khối lượng mỡ này hay không. Thống kê của chúng tôi thông thường là các bạn, đối với người Á Đông của mình, với cái ngực đã là cúp B, chúng ta đệm thêm khoảng tầm chừng 140 đến tối đa là 160. Thì sau một khoảng thời gian chúng ta còn tồn tại lại ở đó được khoảng tầm 80 đến 100cc các bạn. Tuy nhiên 80 đến 100cc này các bạn nhớ nó tương đương với lại chúng ta dùng cái túi khoảng tầm 200 đến 200cc. Tại sao như vậy? Vì mỡ là một mô sống, mô của chính cơ thể mình, cho nên mỡ nó nở ra. Vì vậy nó tương đương với một cái túi cỡ này. Cho nên các bạn yên tâm khi mà sử dụng phương pháp nâng ngực bằng cách ghép mỡ tự thân theo phương pháp Coleman. Và đó là cái mà tôi muốn lưu ý với các bạn. Tóm lại, phương pháp ghép mỡ tự thân cho việc làm lớn vòng 1 áp dụng cho trường hợp các bạn đã có tuyến vú cỡ cúp A80 và cúp B. Thể tích ghép cho mỗi lần khoảng tầm từ 120 đến 160. Và luôn luôn các bạn có lợi điểm là làm thon gọn những vùng khác của cơ thể, vì chúng ta đã lấy bớt mỡ đi rồi.
Và lưu ý của phẫu thuật này, các bạn nhớ đừng bỏ bữa, đừng bỏ bữa thì tỷ lệ sống của mỡ rất tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.